Màu em đang mặc thì vào màu nâu đánh rêu. Muốn gọn người thì vào mặc cho em tơ màu đen, được chưa mọi người? Muốn gọn người thì vào mặc cho em tơ màu đen. Còn đâu là muốn tôn da thì vào cho em màu nâu. Quay đi quay lại nó về giá cũ bây giờ mọi người ơi. Bởi vì giá cũ của nhà em là 119.000 đồng cơ, không phải là 75.000 đâu. Nên là đã yêu đã thích rồi. Mà trong tủ đồ của cha mình chưa có cho em những phiên bản hình nhanh tay, còn chưa nên lưu sớm mọi người ơi. Có 3 tông màu cho em là tông màu đen, tông màu đen này, tông màu đen, tông màu trắng và là tông màu rêu cho em là đẹp mọi người nhá. 3 tông màu basic đơn giản dễ mặc dễ mang cho em. Và 3 cái tông màu này là 3 cái tông màu được chị em ưa chuộng nhất cho em. Chị phải công nhận không? Màu đen, màu trắng là hai cái tông màu cơ bản rồi. Mặc đi đâu cũng được mà, ai form ai cũng mặc đồ cho em màu đen và màu trắng đúng không ạ? Nó phù hợp với mọi làn da. Da trắng, da ngăm thì các chị đều mang đồ cho em tông màu này nhá mọi người nhá. Lên là nhanh tay nhá. Chăm nghe không bằng một thấy, mà một thấy thì không bằng một sờ đúng không mọi người ơi? Các chị ơi, có thể vào đọc cho em cái đánh giá rồi quay lại mua cho em hàng cho em vẫn chưa muộn. Bởi vì cái đánh giá của khách hàng là cái thiết thực nhất rồi mọi người ạ.